Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của mình nhé. Địa chỉ của mình là ấp 3 xã Bà Lâm huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Số điện thoại để anh em có thể liên hệ là 0974644973 0337019191 ha. Hai số điện thoại bên mình có sử dụng Zalo và mình có ship hàng toàn quốc. Anh em mua hàng cứ liên hệ trực tiếp IP Zalo hoặc gọi trực tiếp cho mình ha. Hôm nay thì mình giới thiệu đến anh em một siêu phẩm máy Makita, hàng của Nhật Bản sản xuất anh em nhé. Hãng này thì Makita thì nó được sản xuất Đức với Nhật, nhưng mà con này thì mình thấy nó sản xuất tại Nhật ha. Và mã của nó là MDE331. Tình trạng cái con này thì cái model này thì nó hầu như là mới tới 99 không ấy, con nào cũng mới hết á. Về chục con thì mới tới 9 con rồi mà nó na ná giống nhau. Thì không hiểu mấy bố bên Nhật bố xài kiểu đấy thì mới lắm. Ốc tác này. Máy đẹp, sử dụng tông màu cam. Rất là đẹp anh em. Lam thì phần cắt được 35 cm, tổng độ dài nó 42, xích mini chân 91, nhiều bác gọi xích chung, 25 ring theo máy của nó nhé, làm màu đỏ, xích chân 91 ha. Máy thì có hãm xích luôn đấy, chắn bảo vệ tay cầm rồi còn thắng xích nữa. Cái này nó hình thường, nó hình số series, này có này, 97 971 3504, buri nằm đây. Máy có rú bơm xăng phụ, le gió đây, bình chứa nhiên liệu, bình chứa nhất thải, công tắc tắt mở máy. Trên đây là con ốc mở lọc gió, bởi vì nó lấy gió từ đây này, nó qua đây, cấp vào trong. Mà lâu xài nó sẽ tắc, anh em tháo ra, vệ sinh sạch sẽ đi cho nó. Kim HL chỉnh xăng gió này, găng ti này, đơn giản. Con này thì quên nói nòng, nòng nó 37 đi gì đó, 33cc. Tay cột nó nổ rất là bốc nhá, bốc thét mạnh lắm, 33cc mà bầu rất là sáng này. Đây thì nó có một cái con ốc chỉnh nhớt này, anh em tắt máy nhá. Tắt máy rồi bị chỉnh nhớt nhá, nhiều ít thì do cộng trừ này, cộng là ra nhiều, trừ ra ít thì vậy ha. Máy bốc ghê thật. Cái này thì để anh em 2.4 ha. 2.4 tặng cho anh em một sợi xích mới nhá. Tặng một sợi xích mới. 5 món đồ đi theo kèm máy luôn. Nguyên rin nhá. Anh em nó thích máy tay cụt mà mạnh thì quốc này. Bao bền luôn, dễ nổ quẩy. Rồi, anh em có nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp Zalo mình là 0974644973 nhá. Vâng, cảm ơn anh em, chào anh em.